Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với Thái Học chuyên mua bán ô tô cũ. Và hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho quý vị một mẫu xe rất là hot ở thị trường hiện nay, 7 chỗ gầm cao số tự động một cầu, Toyota Rush, được sản xuất vào năm 2021. Xe lướt chạy 21.000 cây. Một chiếc xe rất là đẹp nha anh chị. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Endo, bằng động cầu sao, động cơ 1.5 Dual VVT-i là cái động cơ mới nhất. Và dòng xe này thì còn bảo hành đến cho cô chú anh chị 2024. Tất cả các đại lý chính hãng của Toyota đều phải có trách nhiệm bảo hành cho cô chú anh chị đến 2024, còn rất là dài nha anh chị. Chiếc xe này bên Học đã hoàn tất xong Aruguri rồi, làm đẹp theo công nghệ Nhật Bản rồi. Anh chị đến xem xe có thể nhận xe ngay. Xe này có ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen phối với màu nâu nha anh chị. Xe đã có phim cách nhiệt nè, đầu Android nè, ghế da nè, camera hành trình nè, lót sàn và những chi tiết carbon khác. Đặc biệt giống như là ốp gương, chúng ta cũng đã được chủ trước lên cái bộ ốp gương carbon chống chạy xước rất là đẹp, thể thao nha anh chị. Tay nắm cửa cũng vậy luôn, cũng là ốp carbon. Rồi, ghế da thì là màu đen phối hợp với lại màu xám. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp, thiết kế dạng 5D. Loại ghế này là loại ghế xịn nha anh chị. Xe 7 chỗ, gầm cao, động cơ 1.5 thì rất là phù hợp với thời điểm hiện tại nha anh chị. Xe chạy thì tiết kiệm, 1.5 thì vừa phải, không có bị quá là ăn xăng. Nên là cô chú anh chị yên tâm, có thể là chạy với gia đình hoặc là chúng ta sẽ vừa gia đình vừa chạy dịch vụ. Đây, những cái ốp carbon của chủ trước nè. Những cái vị trí này thì rất dễ bị chạy xước nha anh chị. Đó, khởi động đời bằng nút bấm. Xe thì đã có lót sàn rồi anh chị ha, đã có lót sàn rồi. Xe rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha anh chị, được gọi là tiểu Fortuner. Rồi chúng ta sẽ cùng lần lượt sơ bộ về đánh giá ngoại thất và nội thất của xe này. Xe này thì có 5 cái vỏ zin. Và một điều đặc biệt là xe SUV với cái tầm giá mà lanh quanh 600 mấy thì chiếc xe này được cái trang bị được bộ mâm bự nhất nha anh chị. Bộ mâm R17, thông số lớp là zin theo xe 23-2021. Phuộc nhúng rồi anh chị nhìn. Nó không phải là như là một chiếc xe mới nha anh chị. Công nghệ Maruguri anh chị nhìn chiếc xe này màu trắng rất là đẹp. Form dáng rất là thể thao nha. Bây giờ anh chị khi mà muốn mua chiếc xe này mới chắc chắn là không có rồi. Chúng ta phải mua những cái mẫu xe lướt. Đó. Ở phía trước của chiếc Rod thì nó tạo hình dập ngang và dập dọc rất là nhiều. Nhìn chiếc xe rất là thể thao, năng động, cá tính nha anh chị. 7 chỗ rộng rãi và cái thùng xe này cũng rất là rộng. Và Học khai buông một cái giá. Chiếc xe này bên Học đang chào bán là 666 triệu. Anh chị nào mua ở khác tỉnh thì bên Học sẽ bao rút gốc xe này biển tỉnh nha anh chị. Động cơ là Dual VVT-i. Rất là đẹp. Dual là hai cam thông minh. Nó sẽ tối ưu hóa nhất có thể hành trình của cam hút và cam xả, để cho tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và đẩy mạnh công suất. Thì mục đích của cái cam Dual VVT-a nó chỉ có thế thôi. Còn xe thì bên học và bên trong nội thất thì bên Học đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm, gầm thì làm đẹp bằng hơi nước, động cơ cũng vậy, nẹp chân kính, tay đóng cửa mà giả carbon nha anh chị. Cốp rất là đẹp, hôm nay cũng có khách coi. Xe này thì hiện tại là đã dừng sản xuất rồi, thay thế cho cái mẫu xe Rush này là Veloz. Thì hiện tại Veloz bên Học có hai dòng, Rush và bản thường. Veloz thì bao gồm Veloz Rush. Hiện tại có mấy quý khách hàng cũng đang coi xe này. Rất là đẹp nha anh chị. Về mức tiêu hao nhiên liệu, trung bình đi xe này ngoài đô thị chỉ có 6.2 lít, kết hợp 7.3 lít. Còn mà chúng ta đi trong thành phố luôn chỉ có 9 lít, rất là tuyệt vời. Rất là đẹp nha anh chị. Xe keo chỉ thì còn nguyên zin, nước sơn zin xe này còn khoảng 97% nha anh chị. Rất là đẹp. Ở gầm bệ xe này thì như chiếc xe mới. Để Học quay cái gầm cho anh chị xem. Rồi đây, đây cô chú anh chị ha. Rất là đẹp, đẹp long lanh. Đó. Những cái ốp bệ đây là đều zin hết nha anh chị, chưa sơn phết dặm giá gì hết. Rất là đẹp, đẹp lắm anh chị. Khánh dập giúp anh cabo Khánh. Cản thì ga lăng phía trước thì ở phần trên là sơn tĩnh điện, đèn là full led nha anh chị. Anh em Khánh cũng đang có khách coi xe, Khánh là Quang Khánh Toyota.
Sơn carbon, sơn tĩnh điện nha anh chị, cũng mới tin. Nói chung cái xe này một xe lướt mà. Rồi có đi thật chậm, cụm đèn full led nha anh chị, full led rất là đẹp. Xe này anh chị nhìn cái động cơ này. Nhìn động cơ bên học đảo Maruguri là anh nhìn, anh chị nhìn cái xe cái động cơ này thì nó hoàn toàn nó sạch hơn cả chiếc xe mới nha anh chị, cam kết là như vậy. Đó, anh chị nhìn đó, rất là đẹp. Cabo chưa ra nha anh chị, cabo chưa ra, nó sơn zin đó. Đó, đó rất là đẹp, rất là đẹp nha anh chị. Ốc trong chưa mở nè. Nói chung cái xe này nước sơn zin còn nhiều lắm anh chị. Học nhớ hình như có sơn cái cản trước à. Keo chỉ thì chắc chắn còn nguyên zin rồi. Xe đẹp long lanh. Trên đây cũng có dual VVTi. Dual VVTi. Đó, động cơ là đặc dọc nha anh chị. Xe động cơ đặc dọc, anh chị nhìn cái màu, cái màu vô chiếc xe nó mới nè. Ở bên học vệ sinh Maruguri là nó đẹp. Nó sạch sẽ như thế này, anh chị nhìn tận sâu vào dưới ha. Đó, rất là sạch. Đó, những con ốc là quá đặc biệt. Rồi. Dạ. Học sinh nhắc lại sản phẩm Toyota Rush được sản xuất 2021. Xe này bên học đang chào bán là 660T nha anh chị, 666 triệu. Đó. Rất là đẹp. Nội thất ngoại thất. Xe này thì hoàn toàn giống như một chiếc xe mới anh chị ơi. Xe này đẹp lắm. Keo chỉ đâu còn nguyên bản hết. Đó. Xe cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước nha. Anh chị mua xe chính hãng thì không cần phải lo. Đó. Đó. Không đâm đụng, không ngập nước. Xe là còn bảo hành toàn quắc. Tức nghĩa là xe mà anh chị mà bị đâm đụng, bị ngập nước á, qua một lần á, là không còn được bảo hành của nhà máy Toyota nha anh chị. Giống như điện thoại mình thôi. Khi mà anh chị mua một cái điện thoại mới á, thì chúng ta sẽ còn được bảo hành. À, bình thường khi mà cô chú anh chị làm rơi vỡ hoặc là cô chú anh chị làm rớt xuống nước đó, giống như xe ô tô và điện thoại cũng giống như vậy. Khi mà mình làm như vậy là sẽ không còn đi bảo hành được bảo hành của nhà máy nữa nha anh chị, vì sản phẩm nó đã bị sửa chữa rồi. Chẳng hạn điện thoại mà mình đập bể rỡ vỡ màn hình, khi mà mình bung ra anh mắc bảo hành liền, mặc dù cái đó là mình không có muốn nhưng mà quy luật là phải như vậy. À, anh chị ha. À, còn chiếc xe này là cam kết còn nguyên thủy hết, không đâm đụng, không ngập nước. À. À, trên xe này thì bên học vẫn có để là cái bệ tự tay cho quý vị nè, cái bệ tự tay nè, bao giờ tay lái nè, rồi những cái này là để cho chúng ta để cái ngăn điện thoại hồi lúc mới về học có quay đó. Dùng xe 7 chỗ SUV à, rất là phù hợp nha anh chị, tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi, gầm cao, dễ đi ha anh chị. Dạ vâng, học sinh nhắc lại bên học á, đang có nhu cầu thu mua xe cũ với tất cả các hãng nha anh chị, với giá cao nhất thị trường. Cô chú anh chị có rút như vậy, cứ liên hệ với học, học mua cao nhất thị trường nha anh chị. Cứ có xe đẹp, không đâm đụng, không ngập nước là gọi cho học. Học chỉ làm những chiếc xe không lỗi thôi nha anh chị. Rất là đẹp. Dạ vâng, thì chiếc xe này học báo sơ sơ về quy trình nha. Anh chị có thể cọc online cho học, rồi đến xem xe, nhận xe về, rồi tháo hai cái biển số, tháo hai biển số đó, trước và sau, hai cái biển số này, thầy học sẽ đi rút gốc cho cô chú anh chị ha. Xe thì bao rút gốc, chi phí thì mua bán, hợp đồng ký mua bán thì bên học sẽ chịu. Cô chú anh chị chỉ gửi hai biển số và hợp đồng mua bán là cho học, và gặp mặt xe học sẽ đi rút gốc. Rút gốc hiện tại bây giờ ở các tỉnh thì nó từ 10 đến 15 ngày, đó. Từ 10 đến 20 ngày xin lỗi vậy. Thì ví dụ như có những trường hợp 3 ngày có, 2 ngày có sớm, học vẫn gửi. Đó là công an bây giờ quy trình nó là như vậy. Thí dụ như 10 bộ hồ sơ thì nó sẽ có khoảng 2 bộ, nó nằm khoảng 2 tuần luôn, hoặc là có bộ 3 tuần luôn. Tuy nhiên cũng vẫn có những bộ 2-3 ngày là có rồi, rất là nhanh. Nên là khi mà công an á, họ cũng không có hứa với bên học. Họ chỉ khoanh khoanh cái ngày 20 đến 30 ngày thì học sẽ báo thôi. 15 nhầm ông thì nói 15-20 ngày thì học sẽ báo. Thí dụ như tỉnh Đồng Nai nè, mấy ông nói là từ 2 tuần tới 3 tuần. Thì cô chú anh chị mặc nhiên là có sớm là học sẽ tự gửi và liên hệ với cô chú anh chị gửi trước đó, nên là cô chú anh chị thông cảm. Mua xe về tháo biển số gửi cho học là xe mình để ở nhà không được đi, khi mà không có biển số là không được lưu thông trên đường nha anh chị. Khi mà có rốc rồi á, cô chú anh chị về đóng thuế
2% giá trị còn lại. Ví dụ xe này mình mua 600 thì mình đóng 12 triệu. Phí ở tỉnh, biển số ở tỉnh thì nó khoảng 1 triệu. Lên quanh nó chỉ có mấy trăm ngàn, 300 mấy, nhưng mà Học nói 1 triệu là luôn tiền gửi cho mấy anh em hỗ trợ cà số khung số máy rồi. À, ghi chép khai hồ sơ đâu luôn. Đó luôn là chi phí bôi trơn đó. Thì nó khoảng lên quanh lên 1 triệu là hết rồi. Ví dụ như xe này 12 cộng 1 triệu nó là 13 triệu là ra tên ngay mình luôn. Khi cái ra tên anh chị là biết. Chạy đó, xe mà chạy xe ra tên của mình nó rất là hay ở chỗ là ví dụ cô chú anh chị mua chiếc xe của Học về ra tên được là ok đó, xe nó số khung số máy chuẩn, không có vấn đề đó, xe ok đó. Nhiều khi cô chú anh chị mua xe ủy quyền đó, chạy thì 5-6 năm tới chừng mà bán ra nó bị lỗi số khung số máy, phải nhờ ông chủ trước đi ra đó, khai báo lại để cho công an nó cấp lại hoặc là nó đóng lại, nó chỉnh sửa lại rồi nó lắc phiền đó. Và thứ hai nữa, nó có với lại bên Học mua xe là cam kết cho quý khách hàng cũ mua đứt và bán đoạn, nên bên Học không có bán ủy quyền nha anh chị. Bán ủy quyền mình né thới có mười mấy triệu, nhưng mà nhiều khi trường hợp nó phiền lắm, mình chạy phạt nguội gửi gì cho ông cũ không, mình không có biết, tới chừng mình đi đăng kiểm mới biết đó. Đó là một cái ưu và nhược điểm khi mà cô chú anh chị mua xe ủy quyền hoặc là mua bán. Ở bên Học thì chỉ là mua bán thôi nha anh chị. Đó là cái bên Học sẽ bao gốc, anh chị về đóng phí trước bạ 2% giá trị còn lại và chi phí biển số, mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự nữa là xong. Đó, rõ ràng như vậy. Bên Học đang chào bán sản phẩm này là 666T. Anh chị cứ có xe muốn đổi hoặc là muốn mua nhớ liên hệ với Học với số điện thoại phía bên trái màn hình. Học xin kết thúc video tại đây, mong là cô chú anh chị xem và đăng ký kênh ở góc phía bên phải để cho không bỏ qua những cái chiếc xe đang hot và Học muốn gửi đến cho cô chú anh chị. Và một lần nữa Học xin kết thúc video, xin chào và xin hẹn gặp lại.